Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một trang kiếm tiền bằng cách là like Facebook nè, like follow Twitter nè, hoặc là G cộng và xem YouTube để mà kiếm tiền. Thì trang này cũng uy tín nhưng mà cũng cũng ít tiền chứ không nhiều, nhưng mà uy tín. Đó chính là trang Fanslay. Các bạn vô Google gõ fan slay. Đây là trang fan slay. Thì mình sẽ để đường link của mình ở dưới video, các bạn ủng hộ mình nhé. Đây là trang fan slay. Thì cái đường link của mình đó là cái đường link này. Thì các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là mình sẽ để dưới video, các bạn copy cái đường link này, bấm Ctrl C, sau đó các bạn lên Google, các bạn bát vào rồi gõ Enter. Rồi sau đó các bạn hãy bấm Create Account. Rồi các bạn điền tên vào. Ví dụ anh em là tên các bạn là tên chính xác nha. Full name luôn. User có thể là mình lấy đấy. Password thì mình đặt mình nhớ nha. Rồi còn confirm password tức là đánh lại password lần nữa. Rồi email thì mình lấy email này. Rồi còn phim email phải đánh là một lần nữa. mốc@gmail.com. Rồi các bạn tích vô Oh, I'm not a robot. Rồi sau đó bấm create an account. Thì mình xem mình đã tạo rồi thì mình không tạo nữa. Đó là cách tạo fan slay. Nhưng mà mình thì mình tạo rồi cho nên mình đăng nhập luôn. Đây thì đây là cách mình kiếm tiền đây. Có nghĩa là Facebook khi mình click vào thì mình sẽ có 10 credit rate. Một cái thì 3.5, một cái thì 10. Rất là nhiều. Đó, Twitter cũng vậy. Rồi. Traffic là 0.2. Còn xem YouTube thì 0.4 một video clip. Đó. Cho thử coi cái này là. Đó. Cứ mỗi lần click vô vậy thì nó sẽ hiện ra cái video clip nè. Bạn tắt tiếng đi. Cho đỡ ồn đó. Một khi mà mình lít á thì nó sẽ chạy dây nè. Nó 30 giây là nó sẽ ngừng. 30 giây khi nào thấy này nó nhận được Redis thì mình ngừng. Đó, nhận Redis nè, bấm get Redis. Là mình đã nhận được. Nó mất đi cái này. Cái này Facebook cũng vậy. Facebook thì đây mình có 10 Reddit nè. Reddit ở đây. Rồi. Làm gì cái này. Chúng ta like Facebook, like YouTube thôi. Đó, mà bấm thích nè. Bấm thích. Đó. Sau đó xong. Đây nó sẽ có nút là free click here after watching the base update Reddit nè, bấm vào đây một cái. Rồi nó update lên một cái là ở đây có tiền. Đó, đây nó tăng nó tiền lên nè. Mình kiếm được 3.46 euro. Nó cứ làm như vậy hết thì thôi. Mỗi ngày nó sẽ cho mình như đây mình làm. Mà trước khi làm thì nhớ đăng nhập Facebook nha. Cho mình đã đăng nhập Facebook rồi á, cho nên mình mới làm được như vậy đấy. Rồi
Để mình coi min nó rút bao nhiêu. Cash out này. Rồi, bạn cần như vậy, bạn cần số dư tối thiểu sau 15 euro, bạn phải kiếm trên 2.308 tín dụng khác để nhận tiền mặt. À, có nghĩa là khoảng 15 euro thì mình mới được rút. Mình đây có 3.46 euro rồi. Thì chúng ta có tìm kiếm tiền bằng hai cách. Một cách là chúng ta đi list quảng cáo như vậy hàng ngày, và cái thứ hai nữa là chúng ta đi giới thiệu để mà cái số Reddit nó lớn lên, nó nhiều lên, nó càng nhiều lên thì đến cái số min này thì mình rút được. Cái trang này thì rất lâu rồi và nó rất là uy tín, và một máy tính chỉ chạy được một tài khoản mà thôi, không có chạy nhiều nữa. Và một Gmail, nếu mà chúng ta chạy nhiều nó khóa thì cũng vậy thôi. Và chúng ta phải liên kết nha. Cái này mình, tài khoản này mình đã liên kết với lại các Facebook rồi, nhưng nó có trước hết và chúng ta phải liên kết thì mới được. Này, đã liên kết thì mới có được cái hình như vậy. Promotion. Này là mình đã liên kết rồi thì mới có được như vậy này. Như vậy là 15, đây mình tạo một tài khoản ảo thử rồi. Thì đã kiếm cho mình được 0.656 đô nữa. Euro nữa, cộng ở đây nữa. Cho nên á là phải tích cực. Cái này thì nó bền vững, nó kiếm không có nhiều nhưng mà nó cũng có tiền, cũng được. Mình sẽ lấy cái tài khoản Kiều Vương này nè, mình đăng nhập để liên kết với Facebook cho các bạn coi nha. Để mình vô cái đồ file khác. Đây là fan slide. Đây, login Kiều Phương, đây là tài khoản phụ của mình đây. Đây. Đây, mình phải connect với lại Facebook thì mới được. Nó này là chưa có connect nè. Chưa có connect với lại Facebook nè. YouTube cũng chưa luôn nè. Cho nên phải liên kết. Rồi mình lấy vào đây nè. Rồi mình đăng nhập Facebook vô. Muốn liên kết thì phải đăng nhập Facebook vào. Thì mình liên kết với Facebook nhé. Chẳng hạn như mình lấy cái Facebook cái này không được rồi. Nên nó bắt xác minh tài khoản, gửi mã sử dụng tài khoản Google của tôi, gửi mã mấy cái tài khoản này mình nó bị tiếp tục. Mình cứ lấy đại tài khoản hồi nãy đi.
Liên kết luôn. Cái nó đi. Rồi, vào phần này. Slide. Rồi, login vào. Tài khoản ảo này vẫn rút tiền nha. Nếu như mình có cái cổng rút của nó. Rồi, ở đây mình muốn kết nối, chẳng hạn như kết nối với lại Facebook nè. Mình bấm connect vô. Chờ nó đang play, nó đang kết nối với Facebook á. Cho load data nè. Rồi kết nối thành công. Đó. Kết nối xong mình sẽ có giống vậy. Rồi Twitter cũng vậy, đăng nhập Twitter vô rồi kết nối, rồi G cộng cũng vậy, traffic cũng vậy, YouTube cũng vậy. Rất là đơn giản, cứ click vào đây thôi, phải đăng nhập trước khi mà click vào đó, kết nối như vậy thôi. Trời ơi, click rồi các bạn kiếm tiền bằng cách nào nữa? Các bạn đi vào nè, các bạn vô earn nè, sau đó do referring nè đó. Các bạn vô đó copy cái đường link này nè, có tiếng Anh nè, Tây Ban Nha hay gì nè, Đức nè, Pháp nè, Thổ Nhĩ Kỳ nè đó. Các bạn copy đường link này nè, đi chia sẻ cho mọi người để người ta đăng ký theo cái link của bạn á, thì chúng ta sẽ được tiền. Đăng ký theo các bạn thì có người ta làm á, chúng ta các khi mà người ta tiến tiền á thì các bạn được hưởng phần trăm trên đó. Hoặc là dùng mã code QR nè, được. Đó. Đó thì mình cách là như vậy thôi. Rồi, giờ mình qua tài khoản chính của mình đây. Đây, cái này xong rồi thì tắt nó đi, không có để nữa, hoặc là không tắt click tiếp. Thì mỗi ngày mình làm như vậy đến khi nào mà đủ 15 euro thì rút thôi. Còn ở đây là chương trình mà các bạn là có bao nhiêu người nó sẽ hiện hết, các bạn mà được bao nhiêu người đăng ký nó sẽ hiện ở đây. Đây là cái tài khoản hồi nãy của mình nè, vừa hồi nãy là làm thì cũng kiếm được như đây 0.56 euro, sẽ cộng với số này nha. Rồi, đây mình click nè. Đó. Cái này thì tắt đi, xong rồi tắt. Facebook là ngon nhất cho nên mình ưu tiên. À, update luôn. Facebook là nhiều. Đó. Tắt đi. Đó, anh em nè. 1.5 Reddit. Ít à, chứ không nhiều. Nè, coi như kiếm cũng chậm. Mà chủ yếu là đi giới thiệu nhiều người chơi thì sẽ nhanh, tới 15 euro mà rút. À, bấm thích một cái. Rồi, đây là bấm update. Tự động nhìn đây số tiền nó cộng lên nè. Đó, à, cộng lên nè. 694 chấm mấy giờ là 694.5. Đó, à, tắt đi. À, cứ làm như vậy đến khi nào hết rồi thôi. Một ngày nó cho mấy đợt. Cứ lên mà tiếng đồng hồ lên lần, tiếng đồng hồ lên lần là có. Để mà lít. Chứ không phải là một ngày cho như đó đâu. Có nhiều. Nếu ai làm việc văn phòng thì để thẳng luôn. Nó bấm lít đây. Để nó update data. Để lại tiếp tục tăng tiền lên nè. Đó. Rồi Twitter thì cũng vậy. Twitter thì muốn có thì phải đăng nhập Twitter vào. Nó này chưa đăng nhập nè, cho nên nó mới hiện ra như vậy. Có đăng nhập vậy. À, đăng nhập nè.
Đó, chưa đăng nhập cho nên nó sẽ hiện ra như thế này. Cho mình đăng nhập vô thôi. Không. Không. Rồi, follow nó một cái. Rồi. Nghe được đó. Rồi. Click này, này cứ phải click cái này nha, không click cái này là không có được cộng. Mình phải click. Đó. Đừng có refresh này, refresh một cái là nó mất hết. Cứ để yên vậy click. Khi nào nó update data xong thì bắt đầu mình mới click cái khác. Thì nó kiếm tiền thì không ngon bằng earn station hoặc là mất earn. Nhưng mà cũng 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 được. Rồi, tiếp tục cái này. Đó. Chờ nó ra các bạn mình like cho nó một cái. Xong rồi nó bấm update. Đó. Đây hello sớm nè, 10 Reddit nè, lần trước nhiều. Rồi lít đây một cái. Rồi bấm update cái là lên 10 luôn nè. Hay chưa 708. 708. Rồi tắt đi. Rất là nhiều. Đây 11 luôn nè. Xem video bao nhiêu, ôi 17 phút rồi, được rồi. Rồi. Cái này like cái gì đây? Này chia sẻ hay sao á? Không biết cái update đây. Tại không biết chia sẻ cái gì. Rồi, video dài quá rồi. Rồi xin chúc các bạn kiếm được nhiều tiền nhé. Xin chào và tạm biệt. Nhớ like và share, comment video nếu các bạn thấy hay là ủng hộ mình để sau này mình làm video khác tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và tạm biệt.